Để phòng tránh học sinh gian lận và gọi bài nhau, thông soạn xỉn giáo viên sẽ soạn nhiều đề không giống nhau và khắc ghi bằng các mã để phân biệt. Mã đề có thể là 123 hay 321, 312 gì đó. Tuy nhiên thời gian gần đây, các thầy cô giáo đang ngày càng có xu hướng lầy lội hơn khi đặt tên mã đề thi cực kỳ hài hước. Chẳng hạn như, giữ chút liêm sĩ đi, ngu gì nói, biết tết liền. Và mới đây một đề thi toán thuộc của trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Hồ Chí Minh đã gây sốt tập thể mạng bởi mã đề thi quá mức lầy lội của giáo viên. Theo đó, tờ đề toán thuộc có mã như sau, xa chào cô chú đi con. Nếu là người hay theo dõi tin tức trên mạng thôn hội thì chắc hẳn gamer thủ sẽ biết đến giao tu bơ ứng thực đình đám Quỳnh Trần và cậu Năm Nhi Sa cực kỳ đáng yêu. Cậu nhỏ bé Sa nhận được sự yêu mến siêu to khổng lồ từ cư dân mạng bởi khuôn mặt trắng trẻo, xinh trai cùng quả đầu nấm và cả rổ biểu cảm cute, hài hước khó đỡ. Clip ứng thực nào cũng vậy, nhỏ bé Sa đều ngồi đằng sau mẹ, và khi máy quay tóm đầu, chị Quỳnh sẽ vui miệng nhắc, Sa chào cô chú đi con. Chị Quỳnh và nhỏ bé Sa đáng yêu. Có lẽ giáo viên toán thuộc là fan cuồng của mẹ con nhỏ bé Sa nên đã lấy ngay câu nói biểu tượng kia làm mã đề thi cho học sinh. Mã đề toán thuộc ngay sau khi được chia sẻ đã gây sốt tập thể mạng và nhận được hơn 42.000 lượt like, 759 bình luận và 1,2.000 lượt chia sẻ. Nhiều gamer thủ học sinh để lại những bình luận hài hước. Thầy cô tóm trên nhanh ghê. Sa chào các anh chị đi. Mấy nữa lại có mã đề, cái này cay, Sa có nên ăn không cô chú? Thầy cô tin giả mang. Cô là fan chị Quỳnh chắc luôn. Cư dân mạng hài hước bình luận. Thế mới thấy, thầy cô giáo hiện nay cũng tin và tóm trend nhanh nhạy chẳng soàn xỉn các gamer thủ học sinh. Nếu thầy cô nào mà cũng như này thì có phải các giờ kiểm tra đỡ căng thẳng hơn rất nhiều phải không nào?